Khát vọng về một không gian sống xanh, trong lành, hạnh phúc. Khát vọng sở hữu một tổ ấm yên bình, ấm áp. Khát vọng mang đến nhà ở thực cho nhu cầu thực. Mường Thanh kiến tạo nên một khu đô thị nhân văn vì cộng đồng trong mỗi công trình, từ triết lý thiết kế xanh bền vững và thân thiện với môi trường cùng đầy đủ tiện ích cơ sở hạ tầng. Đi qua bao thành phố, sống trong bao ngôi nhà, nhưng đích đến, ai cũng khao khát tìm thấy một tổ ấm đúng nghĩa, lựa chọn cho mình một chốn đi về, đánh dấu sự thành công trong sự nghiệp hay bắt đầu một giai đoạn mới của đời người. Khi khát vọng sở hữu một tổ ấm thực sự dẫn lối, chúng tôi đã tìm thấy cho mình sự lựa chọn lý tưởng như vậy. Tại khu đô thị Mường Thanh, Thanh Hà, nơi có những mái ấm an lành, ấm áp, được kết nối bằng sợi dây nhân văn vững chắc, xanh, văn minh, an lành, bền vững. Nơi đây thỏa mãn mọi ước mơ của cư dân, bắt đầu thực hiện bằng những nhu cầu giản dị, chân thực nhất. Khu đô thị Mường Thanh, Thanh Hà là sự kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn của người lãnh đạo, mang đến một khu đô thị nhân văn và khát vọng của cư dân về một mái ấm đầy lý tưởng. Nằm ở vị trí vàng đắc địa với những giá trị tâm linh, khu đô thị Mường Thanh, Thanh Hà là dự án trọng điểm ở vị trí cửa ngõ phía Tây Nam của Hà Nội. Có đường trục đối ứng Tây Nam kết nối toàn bộ hệ thống bất động sản Mường Thanh như khu đô thị Linh Đàm, khu đô thị Đại Thanh, khu đô thị Sa La. Khu đô thị Mường Thanh, Thanh Hà có tổng diện tích hơn 416 ha, dự kiến xây dựng hơn 100 tòa chung cư với mật độ xây dựng chỉ 29,8%. Khu đô thị Thanh Hà được xem như một quốc đảo xanh yên bình. Hệ thống sinh thái hài hòa, cân bằng, các công viên, mặt nước và tuyến phố nội khu mang nét kiến trúc độc đáo, tinh tế và hiện đại, hướng đến yếu tố cộng đồng. Khu đô thị có đến 27 bãi đỗ xe tập trung rộng đến 14 ha, mức giá chỉ từ 500 đến 600 triệu đồng. Xung quanh được bao bọc bởi hai hồ điều hòa có tổng diện tích lên tới 30 ha. Các di tích lịch sử như đền Giếng, chùa Thắng Nghiêm, đình Khúc Thủy. Khu đô thị Mường Thanh, Thanh Hà là nơi đón nhận sự bình yên sau một ngày làm việc bộn bề, với những tiện nghi của cuộc sống được kết hợp hài hòa với thiên nhiên trong lành, xanh mát, không gian vui chơi, giải trí, tâm linh, sinh hoạt cộng đồng và các dịch vụ thương mại phong phú. Công trình sử dụng vật liệu thân thiện, quá trình quản lý điều hành tinh giản, hiệu quả, đảm bảo tiến độ xây dựng nhanh, có sự kết hợp hài hòa và chuyển tiếp hợp lý, tôn trọng cơ cấu và đặc trưng của đô thị mới, tạo sự thuận tiện về giao thông nội khu, đáp ứng tốt nhất về yêu cầu vận hành và công năng sử dụng. Kiến trúc phân tầng hiện đại, thoáng với cửa sổ view hồ và không gian sinh hoạt chung có diện tích lớn. Công trình hỗn hợp dịch vụ thương mại và chung cư thiết kế đảm bảo hiện đại, thẩm mỹ cao, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hệ thống hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ đa dạng, hệ thống trường liên cấp, khu vui chơi, khu thể thao cho cuộc sống hoàn hảo. Không chỉ là một nơi để sống, khu đô thị Mường Thanh, Thanh Hà còn là nơi để trải nghiệm hạnh phúc, nơi mỗi nhu cầu của cá nhân đều được trân trọng. Bạn có thể chọn cho mình một không gian sống lý tưởng để tận hưởng cuộc sống an lành, hạnh phúc bên gia đình, gắn kết yêu thương. Bằng sự thấu hiểu, lấy mục tiêu sự phồn vinh của cộng đồng làm định hướng phát triển, như cánh chim đại bàng không ngòi, chúng tôi mang đến những giá trị mà khách hàng thực sự mong đợi, chung tay vun đắp lên những ước mơ và xây lên những mái nhà hạnh phúc, kiến tạo một tương lai thịnh vượng. Khu đô thị Mường Thanh, Thanh Hà, nhà ở thực cho nhu cầu thực.